Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Nhật Bãi Phú Cường ạ. Buổi chiều hôm nay thì em xin giới thiệu đến các bác một chiếc bếp từ Panasonic. Hay cái này là chiếc bếp từ đơn nhá, bếp từ hay còn bếp từ để ăn lẩu đấy ạ. Hoặc các bác có thể sử dụng nó trong những cái mục đích khác nhau, ví dụ như là đi nhà trọ, hoặc là bình thường cái này cũng có thể nấu ăn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày của gia đình mình. Đấy, thì chiếc bếp từ này là thương hiệu của hãng Panasonic các bác nhá. Đây, model là KZ-HP 1000. Đấy, công suất là 1400W. Đây, rất nồi quên bếp bếp rất là đẹp luôn ạ. Bếp gần như là mới luôn. Sản xuất năm 2011. Đấy, công suất là 1400W nhá. Mặt giả đá rất là đẹp, nhìn rất là đẹp và sang luôn. Đấy. Đây, có tất cả nhiều các chức năng, ví dụ như là chiên xào nấu nướng hoặc là hẹn giờ đều có hết nhé. Cái thông số kỹ thuật thì ở đằng sau này. Điện 100V, công suất là 1400W. Đấy, sản xuất năm 2011, thương hiệu của hãng Panasonic. Đấy, bếp nội địa Nhật Bản các bác nhé. Chiếc này rất là đẹp luôn ạ. Hầu gần như là mới luôn, đó, năm 2011 nhưng mà nó rất là mới. Mặt cái mặt giả đá này nó không có một vết chế chóc gì cả. Đấy, xung quanh thành vách đây. Đấy. Bây giờ thì em sẽ test nước cho các bác xem nhé. Đấy, em đã chuẩn bị sẵn một cái nồi có nước đây rồi, nước lạnh các bác nhá. Đấy, để xem cái chức năng hoạt động của nó như thế nào. Đây là chế độ menu nhá, menu nhá. Cái đầu tiên, cái thứ hai mình chọn về cái thứ hai là chế độ đun bếp từ bình thường. Đây. Sau đó mình ấn nút nấu. Đây. Đây là chế độ ủ ấm này. Đây là chế độ thấp, trung bình và nhiệt độ cao nhá. Nhiệt độ thấp, trung bình và cao, mình có thể dùng cái mũi tên di chuyển này để đăng nhiệt độ giảm của bếp nhá. Đây, em sẽ dùng cái mức cao nhất, mức nhiệt độ cao nhất. Đấy. Đấy, rất là nhanh sôi rồi, nồi đã lăn tăn rồi đây này. Đấy. Bếp gần như là mới luôn. Đấy, chạy rất là êm nhá. Cái này cái bác dùng để ăn lẩu hoặc là nấu nướng trong quá trình mình sinh hoạt hàng ngày cũng được. Ví dụ như là mình không sử dụng bếp ga hoặc là bếp từ đơn hoặc là quên bếp từ âm hoặc dương ấy, thì mình có thể sử dụng cái loại nhỏ gọn như thế này nhá. Rất là dễ sử dụng mà dễ lau chùi và dễ kiểu nó không sẽ không tốn diện tích nữa. Đấy. Mà cái này cũng sẽ không tốn điện nhé các nhá. Dòng điện mà 110V thì chạy qua cục đổi nguồn nó cũng sẽ không tốn nhiều điện đâu ạ. Đấy. Đấy, nồi đang nóng lên rồi đấy ạ. Chuẩn bị sôi rồi ạ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy được đáy nồi đang lăn tăn đúng không ạ? Đợi một chút xíu nữa là nó sẽ sôi lên luôn, ngay bây giờ luôn. Đói hả? Đấy. Đấy, em sẽ trực tiếp test nước sôi cho các bác nhé, nên các bác có thể yên tâm. Đấy, khói đã bay lên rồi đấy ạ. Nước đang chuẩn bị sôi nhá.
Cái này mình sử dụng cái cục đổi nguồn 2000 VA nhé, tại vì công suất của nó lên đến 1400W đấy, cho nên là cái cục 1500W của mình nó sẽ không đủ. Vì vậy nhà mình sử dụng cái cục đổi nguồn 2000 VA để cho đủ công suất cho chắc chắn nhé. Đấy thì nó sẽ nhiệt nhiệt nó sẽ đủ tải để nó sẽ nhanh sơ hơn hơn là ví dụ như là nó các bác dùng cái cục 1500 VA mà đợi mãi nữa nó không sơ, chứng tỏ là lượng điện để cung cấp cho cái bếp này nó chưa đủ. Đấy. Bây giờ thực ra là ăn lẩu quanh năm rồi các bác ạ, chứ không nhất thiết là phải mùa đông mình mới ăn lẩu nhá. Mùa hè mình cũng vẫn có thể ăn lẩu được tại nhà, tại vì bây giờ nhà lắp điều hòa các thứ rồi, nên là mình sẽ không sợ nó bị nóng. Các bác lưu ý là với cái bếp từ này mình chỉ sử dụng những cái nồi đun được từ đấy nhá, hoặc là inox hoặc là dụng bếp đồ để đun từ đấy, chứ không nhôm và ấy là mình sẽ không đun được đâu nhá các bác nhá. Đây, nước đã sôi lên rồi nhá. Đấy. Nước đã sôi rồi đấy ạ. Sau khi mà sôi thì các bác có thể ấn về nút giữ ấm nhé các bác nhé. Đây, nút giữ ấm là nút cuối cùng đây ạ. Đây là nút cuối cùng, là nút giữ ấm nhé, như kiểu dạng như giữ ấm nồi cơm ấy, thì nó sẽ giúp cho cái nồi của mình lúc nào nó cũng sẽ được nóng nhé. Đấy, ví dụ như là trong quá trình ăn lẩu mình không muốn nó sôi nhiều quá thì mình có thể ấn về nút giữ ấm để lúc nào nó cũng sẽ được nóng. Đây, đây là nút trung bình này, đây là nút thấp này, đây là nút trung bình này, đây là nút cao này. Đó, mình tăng giảm theo nhiệt độ nhé. Đây. Tắt mở thì là cùng một nút màu vàng này, đây là hẹn giờ nhé, hẹn giờ đây, hẹn giờ thì mình có thể đây là ấn nút hẹn giờ, đây mình có thể chỉnh giờ phút chỗ này nhé. Đây. Ok nhé, các chức năng hoạt động bình thường hết nhé. Cái này nó sẽ an toàn tại vì nó sẽ không bao giờ bị nóng sang hai bên cái tay cùng này nhé, nên là nó rất là an toàn luôn. Nó không như đun ga như với những cái nồi này, nó sẽ rất là nóng quay luôn, thực sự luôn. Ngại mỗi là cái đun ga nó rất là nóng quay. Rồi bây giờ em sẽ tắt đi nhé. Đây ạ, đấy. Cái dây nguồn của nó khá là dài nhé. Đây, dây nguồn của nó đây. Rất là dài luôn, cái này khoảng tầm 2 mét. Hơn 2 mét đấy ạ. Bác nào muốn dây ngắn thì em cũng sẽ cho được dây ngắn nhé. Bác nào muốn dây dài thì em cũng sẽ sử dụng một dây dài. Đây. Mình sử dụng cái dây 15A này. Dây này khoảng tầm 2 mét. Ok nhé, bếp từ Panasonic, bếp từ
từ đơn nhé. Video tiếp theo phần 139 nhé bác. Sáng nay em đã lên ba mã nồi cơm rồi nhé. Bây giờ em sẽ tiếp tục lên các mã của phần 139 nhé. Mã tiếp theo là mã số 4 nhé, bếp từ đơn. Mã số 4 bếp từ đơn em bán em này với giá là 2,5 triệu nhé. Đấy, 2,5 triệu. Mã số 4 nhé các bác nhé, bếp từ đơn Panasonic 2,5 triệu nhé. Đấy, nồi này giờ nói chung là nhìn rất là sang luôn. Đặt ở chính giữa nồi lẩu. Cái bề mặt của nó rất là rộng luôn cho nên là sẽ không bị chiếm, kiểu nó sẽ dễ tiện hơn đấy. Có thể mình sẽ để một cái nồi lẩu to ở đây luôn chứ không bị sợ là nó sẽ bé. Đấy, mã số giá là 2,5 triệu nhé các bác nhé. Ok. Tiếp theo là hai mã nồi cơm nhé các bác nhé. Đầu tiên em sẽ lên một chiếc Joji đĩa bay nhé. Đấy. Một em Joji đĩa bay. Đây. Em này thì em này sản xuất năm 2017 ạ. Rồi Joji hay còn gọi là vua đầu bếp của Nhật Bản các bác nhá. Mã là NP-BZ10KS. Đấy, ngoại hình đây ạ, ngoại hình cho các bác xem. Ngoại hình thì không bị cấn móp, không bể vỡ gì, rất là đẹp luôn. Đây. Thông số kỹ thuật là điện 100V, công suất là 1240W nhá các bác nhá. Công suất 1240W. Dung tích là 1 lít. Đấy, Joji hay còn gọi là Joji đĩa bay tại vì là cái nắp hơi của nó giống hình cái đĩa nhá. Đấy, thực ra cái tên gọi này là do người Việt mình đặt thôi chứ cứ bên Nhật thì nó cũng không gọi là Joji đĩa bay đâu. Họ thường gọi theo cái model hiện tại trên in trên mặt nồi này. Đấy. Ngoại hình nói chung là ngoại hình khá đẹp luôn. Đấy. Nha, bên hai bên mặt và bên trên mặt này đều không bị cấn móp gì nhé. Răng này ạ. Răng rất là xanh nhá. Răng rất xanh luôn. Đấy. Ở những cái chỗ này nó có hơi xước một chút này, các anh nhìn có thể nhìn thấy được nó bị xước này, hơi xước một chút này. Nhưng cái này nó không bị ảnh hưởng gì cả. Đấy, cao tần áp suất bi nhá. Bi nó rất là to nhưng nó không kiểu dạng như là thời sâu bi nó bé nhá. Cái bên bi này nó rất là to luôn này. Đấy, bên trong không hề bị dỉ rước gì cả. Đấy. Đấy, nói chung là khá ổn nhá các nhá. Nồi đây. Ruột nồi đây ạ. Nấu qua. Ruột nồi không bị chảy chóc gì nhá. Chấm cám ở đây có một vài rất là nhỏ thôi. Nhỏ tí 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 luôn. Đấy, bên ngoài đây ạ. Bên ngoài rất đẹp luôn nhá. Đây. Ruột nồi đây ạ. Đấy. Bác nào mà đang săn cái dòng Joji đĩa bay này thì có thể tham khảo em này nhé. Em này đời 2017, đời khá là cao luôn. Nói chung là các bác nào mà là tín đồ của Joji thì các bác biết rồi đấy. Joji nó nấu cơm mềm rất là ngon luôn. Nấu bình thường là 52 phút nhé. Đây là chế độ chọn gạo này. Chế độ chọn gạo trắng, gạo không vo, rồi là gạo lứt nhé. Đây. Menu mình ấn vào cái chỗ bên mũi tên này. Mình di chuyển theo mũi tên nhé. Đây có cả chế độ nấu cứng, rồi nấu mềm, nấu cứng, rồi nấu siêu ngon, nấu ngon các bác nhé. Đấy, nói chung là nồi Joji đĩa bay này nó rất là khá là nhiều cái chức năng luôn. Em này thì không có cơm cháy. Các bàn phím vẫn còn ấn rất là nhạy nhé các bác nhé, không bị rắt. Đấy, giữ ấm này. Em này có hâm cơm 8 phút nhé. Đa phần những cái dòng Joji đời cao đều sẽ có hâm cơm 8 phút nhé các bác nhé. Đấy. Ok nhé. Ừ,
Ok nha, mã tiếp theo là mã số 5 nhé. Mã số 5 phần 139 các bác ạ. Sáng nay em đã lên 3 mã rồi nhé. Mã số 5 nhé, phần 139. Em lên em này với giá là 2,2 triệu nhé. 2,2 triệu ạ. Đấy, 2,2 triệu cho em Joji đĩa vay nhé. 2,2 triệu nhé các bác nhé. Đời 2017 ạ. Ok. Tiếp theo là một em Tiger nhé, Tiger quay sách. Đây. Bác nào mà thích Tiger nhưng mà lại không thích dòng cắp nách này thì em có ngay một chiếc Tiger có quay sách nhá các bác nhá. Đấy, rất là tiện luôn này. Đấy. Cái dòng Tiger quay sách này nó dạng nó thiết kế nói chung là nó cũng không hầm hố lắm đâu. Nó rất là nhỏ gọn thôi. Rất là nhẹ nhàng. Đây. Cái phần thiết kế của nó hơi hơi chè ra đây một chút này, giống dạng như kiểu môi em nhìn nó giống dạng như kiểu nồi nồi Joji môi chè đấy các bác. Đây, tại vì cái trên mặt này mặt nồi của nó cứ bè 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 ra ấy. Đấy, đây quay ngoại hình nhá. Ngoại hình thì không cấn mốc, không bể vỡ gì nhá. Em này là đời 2019 luôn ạ. Đời rất là cao luôn. Mã của em này là mã của em này là JPK các bác nhé. JPK gạch ngang B100 nhá. Đời 2019 ạ. Thông số kỹ thuật là điện 100V, công suất là 1100W nhá. Đấy. Đây màn hình hiển thị đồng hồ còn nhá, rất là sáng và nét luôn này. Đấy. Hãng Tiger là hãng nổi con hổ bên dòng Nhật Bản đấy ạ. Đây. Bên trong này. Thực sự các bác là cái dòng này em có thể khẳng định là nó là chưa dùng lần nào luôn. Răng rất xanh luôn này. Đây. Những cái bên trong của cái nồi của cái răng này nó còn không có một vết gì gọi là chứng tỏ là nó là một chiếc nồi cũ nữa nhá. Đấy. Áp suất bi này, bên bi to này. Đấy. Những cái phần này rất là mới luôn. Nó không có cái một chút vết gọi là nồi cũ luôn. Đây răng rất xanh này. Răng rất xanh nhá, không rách không thủng nhá. Răng rất đẹp luôn. Đấy. Răng rất đẹp, bên trong này rất là mới luôn các bác. Đây ruột nồi này. Ruột nồi có tay cầm chống nóng không nhá. Ruột nồi đây, bóng loáng luôn ạ, không có một vết chảy chóc gì, không có vết chấm cám gì cả. Đây. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ, bên ngoài đây. Bên ngoài hầu như không có một vết xước gì nhá. Đấy, các bác có thể thấy được bên ngoài hầu như không có một vết xước nào luôn. Nồi ba lớp. Đấy. Nồi này nó sẽ trông nhìn kiểu dáng nó sẽ rộng hơn nhá các bác nhá. Nồi dung tích là 1 lít. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Rất là hay đúng không ạ? Lâu lâu mới lại thấy một chiếc em Tiger quay sách như thế này. Em này thì không có nấu cơm cháy các bác nhá. Tiger nhưng mà nó không thêm về rằng nó không có nấu cơm cháy các bác ạ. Đời 2019. Đây mình menu mình cũng chọn vào đây. Đấy, nấu cháo này, đấy, nấu xôi này. Nấu nhanh này. Chế độ nấu này là gạo trắng này. Mình sẽ em sẽ cài đặt ở chế độ gạo trắng hoặc là nấu tiết kiệm điện các bác nhé. Đấy. Hoặc là nấu tiết kiệm điện chỉ có 42 phút thôi. Đấy. Hẹn giờ này. Đấy. Hẹn giờ buổi sáng và hẹn giờ buổi tối này. Đấy. Ok nhá, các chức năng hoạt động bình thường nhá. Nói chung là trên mặt em này cũng không có vết chảy chóc gì cả, hai bên thành vách. Nói chung là em này khá là đẹp luôn. Mà lại có quay sách nữa. Nếu các bác nào mà ngại kiểu dạng như dòng Tiger không có quay sách mà Tiger cắp lách đấy thì các bác có thể yên tâm là cái dòng Tiger hôm nay em giới thiệu cho các bác là nó có quay sách, nó sẽ rất là tiện lợi hơn cho các bác. Những bác nào mà yêu thích những dòng Tiger nấu cơm rất là ngon luôn. Đấy. Mã tiếp theo là mã số 6 nhá. Mã số 6 lên đây này với giá là 2,3 triệu ạ. 2,3 triệu các bác nhá. Đấy. 2,3 triệu ạ. Em Tiger quay sách 2,3 triệu đời 2019 ạ. Đây lắp hơi này.
không có một vết gì gọi là han gì cả. Tờ 2019. Các bạn đang xem video cho em xin một like và đăng ký kênh nhé. Các bác có nhu cầu mua hàng có thể gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0862594684 nhé. Ok, thì buổi chiều ngày hôm nay thì em lên cho các bác 3 mã, gồm 2 mã nồi cơm và một chiếc bếp từ Panasonic. Các bác có nhu cầu mua hàng có thể gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0862594684 nhé. Hoặc qua cửa hàng trực tiếp ở đường Quách Điêu, Vĩnh Lộc A để xem hàng các bác nhé. Đấy. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi Nhật Bác Phú Cường. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé.